tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn trai của chương trình ngày hôm nay. Dạo này giới trẻ kén chọn quá quý vị ơi. Rồi, xin chào hai bạn, ngồi ghế đi. Xin mời hai cô gái xinh đẹp nhà gái à. Xinh quá trời xinh luôn á trời. Quan trọng là có cùng tần số với nhau hay không. Và bây giờ xin mời chàng trai ngồi ở ghế màu xanh, hãy giới thiệu đôi nét về mình. Em tên là gì? Xin chào ông bà bà mối, chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Trần Quốc Tiến. Năm nay em 29 tuổi. Em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa ổn không em, sao hơi rung rẩy vậy? Chị ơi. Rung quá hả? Lần đầu tiên mới có gặp chị đó rung rồi, gặp hai cô bên kia rồi sao? Chắc cầm cây đi bộ quá. Hay à, ô cầm cây đi bộ hả? Ba, rồi đang làm công việc gì? Dạ em hiện tại là kỹ sư IT. Rồi, làm việc ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Quê ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á thì em hòa đồng, thì em thấy em dễ, rất là dễ kết bạn với mọi người. Có dễ dãi không? Có cũng tùy. Em cũng thích nấu ăn nè. Xí. Dạ. 29 tuổi sao có tóc bạc rồi vậy? Dạ. Cha là lo lắng gì lắm hả em? Dạ đúng rồi chị. Lo gì vậy? Công nghệ của em nó stress lắm chị. À vậy hả? Tóc này là bạc mà bạc một thẳng luôn nhưng có quăng nha. Dạ. Bởi vậy khổ lắm. Thương quá. Dạ. Giờ có bạn gái cho đỡ stress nha. Dạ. Rồi sao nữa? Em thì là thích đi du lịch, thích đi chụp hình, đi leo núi các kiểu. Điểm yếu của em thì em là người rất là khó tính trong công việc, rồi một số chuyện thì mình dễ dãi với nhiều chuyện, nhưng mà đôi lúc những cái chuyện quan trọng mình phải khó tính. À, là công việc là khó tính. Đúng rồi. Với người yêu có khó tính không? Dạ chắc tùy trường hợp. Em thích nấu ăn nhưng mà em lại đôi lúc lười để làm việc nhà. Có lười tắm không? Ôi không, em siêng tắm lắm, em ngày nào cũng phải tắm. À, có giặt đồ không? Ê, dạ giờ giặt máy hết rồi chị. Chứ tự nhiên siêng tắm mà không giặt đồ nó cũng vô đó à. Dạ. Bây giờ hết hồi hộp chưa? Cũng còn rung. Chút nữa quay trở lại, ngồi hít thở đi, quay trở lại là hết rung nha. Lần đầu tiên thấy chị Cát Tường đẹp quá, em cũng hơi rung. Trời ơi, câu này sáng lời mới nhan sắc chị Tường luôn à. Cảm ơn em nha. Rồi. Bây giờ cô gái mặc cái đầm màu đỏ mà ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, hai bạn trai bên đó và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tường Linh, năm nay em 26 tuổi, đang là dược sĩ và em đến từ Gia Lai ạ. Em bay xuống hả Cưng? Chiều hôm qua thì em đi xe xuống. Ồ, trong đêm ạ. À, coi như là đi xuyên đêm mới tới đây nha. Chương trình điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người tình cảm, có trách nhiệm với câu nói của mình, nói chung là người dễ gần. Còn điểm yếu thì cũng đôi khi tình cảm quá thì mình hay lệ thuộc cảm xúc của người khác. Đôi khi cũng có hơi lầm biếng do ở nhà với ba mẹ nên hay ỷ lại. Em làm dược sĩ là ra nghề chưa? Mình đã bán thuốc ở nhà chưa? Dạ em bán thuốc rồi, em đang bán cho hệ thống ạ. Khi mà buồn hay là giải trí thì em tìm cái gì để mà mình giảm stress? Thỉnh thoảng thì vẫn xin nghỉ để đi du lịch. Đi du lịch ở đâu? Thường thường em chỉ đi gần, đi Quy Nhơn, Bình Định gần. Rồi vậy thôi. Hai bạn ở ghế xanh rồi rung giống nhau ha. Mà cũng đang có sở thích quá, đi du lịch. Bây giờ khai thác nhau. Rung nữa ha. Rồi tới chàng trai ghế đỏ. Dạ chào chị Cát Tường. Chào anh Đạt. Em tên là Trường. Cái gì Trường? Dạ đầy đủ là Nguyễn Chiến Trường. Hả? Trời ơi à, Chiến Trường hả? Dạ sinh năm 87, em 35 tuổi. Công việc thì hiện tại của em đang làm giảng viên về kỹ năng tư duy, dạy theo hợp đồng của các trung tâm cũng như các trường đại học gì. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em thấy rằng là thứ nhất là em có suy nghĩ độc lập, thứ hai là em tự tin. Điểm mạnh khác là những vấn đề về việc nhà, về tính cách thì nói chung là em cũng dễ. Nhớ nghe nè, bây giờ chị vừa làm biến đi làm mà chị muốn có tiền mà muốn được đi du lịch nữa, em có cái giải pháp nào cho chị không? Dễ, chị kiếm một anh đẹp trai nuôi chị là đủ rồi. Ôi thường đẹp trai là nghèo, giải pháp thì sai rồi. Đẹp trai làm gì có tiền? Đẹp trai mà có tiền nữa thì đúng như với chị. Ở đâu ra bởi vậy? Bản thân chị khi mà chị nói mà chị mà cần người có tiền á, đúng không? Thì lập tức là mặc dù là có tiền là cái yếu tố chính, nhưng cái đẹp trai yếu tố phụ đi kèm. Đúng. Cho nên là em nói đẹp trai đi đẹp trai luôn cho nó đi chung với nhau một combo. Rồi, cho nên là combo đó không có nên tôi ế. Rồi tiếp đi.
Về tính cách thì nói chung là em cũng quan điểm của em là tôn trọng cái sự khác biệt. Thành ra em cũng ít xảy ra tranh cãi lắm. À, nhiều tài quá ha. Còn điểm yếu nữa? Điểm yếu mà em nghiệm lại thì nó cũng nhiều. Nhưng mà cái mà đáng nói nhất là điểm yếu của em chắc có lẽ là mẹ em. Tại vì là nói thật với chị là trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, em cảm thấy rằng là mẹ em là đã có những sự hy sinh khá đáng kể với hai anh em. Thành ra đối với em có một cái mà em nghĩ điểm yếu là em luôn ưu tiên mẹ em lên hàng đầu. Chị là cũng có mẹ là điểm yếu của chị nè. Dạ. Chị mà quen anh nào dắt về mẹ nói không là bỏ, không là bỏ. Mà đó giờ mẹ chị không không hả? Bởi chị bỏ hết. Trời ơi. Nhờ chị em mình có chung điểm yếu. À, chung điểm yếu, bắt tay cái coi chung điểm yếu. Còn mình thì sao à? Giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và các bạn khán giả. Em tên là Nam Phương, hiện tại 25 tuổi và đang làm nghề nhân sự. Quê quán em ở đâu ạ? Dạ, quê quán em ở Long Xuyên, An Giang. Hiện tại thì em đang ở chung với gia đình là ba với chị em ở đây. À, là ở dưới An Giang lên đây luôn rồi. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu là gì? Dạ, điểm mạnh là em một người vui vẻ, hòa đồng. Và điểm yếu của em thì em hơi trầm tính một xíu. Đôi khi em sẽ hơi cầu toàn trong một bài việc. Hai cô gái của tôi hôm nay rất là đẹp nha hai chú. Hai chú phải làm sao thể hiện tài năng với về nhan sắc là hai chú thua rồi đó. Bây giờ sở thích là gì nè? Thường thì em sẽ thích đọc sách với lại hát. Còn chờ gì nữa nào? Vỗ tay cho cổ hát kìa. Dạ, hôm nay em sẽ hát một bài là Có Em Chờ ạ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Rớp rẽn rồi ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau. Bây giờ vô tình trường nha. Em trước đó, mấy mối tình rồi? Em ba mối tình. Ba mối tình. Dạ, mối tình đầu của em là một mối tình rất là đẹp, thời học sinh. Bây giờ em còn giữ cái cuốn tập hồi xưa em viết rồi có cái hình của bạn đó. Oh. Wow, kỷ niệm à. Sau này bạn ấy đi nước ngoài thì cũng chia tay. Dạ, mối tình thứ hai của em quen cũng được bạn này cũng được mấy tháng. Rồi em lại đi. Em đi đâu? Đi đâu à? Đi xa. Có thời gian đi du học. À, đi du học ở đâu? À, bên Úc. Ngồi yên coi, làm gì mà cứ nhịp nhịp qua vậy? Dạ, bên Úc. Đối với em thì yêu xa hơi khó. À, không thích yêu xa. Dạ. Ngại ngùng yêu như xa. Như thời xưa mà thời chiến tranh mà ra chiến trường như anh này là em rồi coi như bỏ vợ ở nhà rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy. Tại yêu xa bây giờ có công nghệ gọi điện, phải tham với đồ đủ thứ, có gì đâu. Chị em nhớ hồi trước có chương trình chị nói là chị cũng ngại yêu xa, chị thấy trước mắt thì mới được là cái gì của mình là của mình, trước mắt chị dắt của mình. Em nhớ chị nói câu đó. Đúng. Thì em là em cũng vậy, chị trước mắt. Ông bà mình có câu cái lưỡi không xương ở lừa ăn lường nói gạt. Chị là MC mà em, mỗi số chị nói khác chứ. Dạ. Giờ phải chuẩn nhau, giờ phải là thực tế nè, bây giờ Gia Lai có xa không ạ? À? Tới đi xuyên đêm. Người ta vẫn đi xuyên đêm xuống thăm em vẫn có thể bay một tiếng đồng hồ lên thăm họ. Bay Gia Lai có một tiếng. Được không? Ừ, dạ được. Thế bây giờ muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào nè? 29 tuổi là muốn lập gia đình chưa? Dạ, nhà em cũng chưa hối đâu. Dạ. Em muốn là quen một cái bạn có thời gian tìm hiểu con người lẫn nhau. Khoảng bao lâu? Ít nhất là phải một năm. Dạ, em muốn là phải hiểu nhau rất là nhiều. Tìm hiểu kỹ đúng không? Dạ. Bản thân em cũng là cái con người có chiều sâu nên bạn nữ cũng nên tìm hiểu em chứ lỡ không hợp thì cũng tội nghiệp bạn ấy. Rồi tiếp tục. Thì thường thì em thích một cô gái là cá tính nhưng mà lại em lại yêu một cái cô gái rất là dịu dàng, dễ thương, rất là nữ tính. Tiếng xét ái tình thì trời kêu ai nó giả. Nói tóm lại là cái gu đặt ra nó đó giờ là chỉ là tương đối thôi. Là thị mỹ nết na hiền diệu. Dạ, nhưng mà dạ. cũng đã từng yêu cô gái cá tính, hiểu không? Đúng, đúng. Nói chung là ba phải, đụng đâu là quê đó. Dạ, đúng không? Em thích cái người con gái hiền. Là hiền lành, có cái tính thương cái người khác, ví dụ thích giúp đỡ. Tính thương người khác. Tính thương người thì mình biết là hồi đó giờ mình bán thuốc cho người ta thì mình thương người ở đó. Có khi nào mình bị bán ế mình buồn không? Dạ không ạ. À vậy hả? Tâm sự chuyện tình yêu đi nè. Dạ em có mấy mối tình? Dạ em cũng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là từ hồi cấp 3 rồi đi học. Rồi đến mối tình thứ 3 thì em có vô Sài Gòn. Cái gì? Thứ mấy? Thứ 2 mới. À thứ 2. Đấy là em vô một thời gian cũng quen ở trong này, xong cũng vì dịch nên em về nhà. Ừ, lại yêu xa luôn. Dạ. Rồi thí dụ giờ mới mốt yêu anh ở trong Sài Gòn rồi rủ rê vô Sài Gòn lập nghiệp tiếp rồi có vô nữa không?
giờ vấn đề yêu xa thì em không có ngại, bởi vì khi mà yêu em chấp nhận con người kiểu như là miễn là chung thủy với lại tôn trọng nhau là được, là mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Với lại em cũng là con người hiểu chuyện, có thể hiểu được tất cả công việc của anh, miễn là nói thật là được. Tình yêu đủ lớn thì em vẫn có thể đi được. Tình yêu đủ lớn là đủ đi đúng không? Nghe chưa? Một người đàn ông thì em ghét nhất họ là cái đức tính gì? Kiểu như nói, chỉ biết nói thôi không biết làm á. Đó. Em ấn tượng với con người là ít nói thôi, miễn là làm được. Ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Với lại cao trên 1m7 để nó cao hơn em, tương xứng hơn, to con xíu. Do khi nay em ế cũng là do môi trường làm việc của em, toàn nữ với đi làm về nhà. Với lại những bạn quen em tầm nhỏ nhỏ con, nhỏ nhỏ em đi ra đường em cảm thấy không tự tin đó. Chàng trai cái đỏ. Nói đến tình trường thì nó cũng hơi ngại. Sao ngại vậy, chiến trường? Trung bình là khoảng 18 tuổi là bắt đầu biết yêu. Đúng. Năm nay em 35, đúng, là hết 17 năm. 17 năm. Theo khoa học chứng minh thì một cuộc tình trung bình kéo dài đẹp khoảng 3 tháng. Gì chứ, 3 tháng hả? 3 tháng là rơi vô chu kỳ bắt đầu cãi nhau và chia tay á. Cho nên là một năm sương sương khoảng 4 cô là tối đa. Để cho cô thêm một những trường hợp mà nó gọi là trúc trắc nữa. Thì một năm khoảng 5 người. 5 người. Rồi mình lấy 17 mình nhân 5. Khoảng 85 mối. 85 mối tình. Dạ, nhưng mà tất nhiên đó tối đa theo cái khoa học. Đúng rồi. Của mình thì nó ít hơn. Dạ. Nhưng dù sao thì nó cũng dưới số đó và nó cũng không tiện nhắc tới. Chỉ kể những mối tình nào mà là câu chuyện nào làm cho mình đau đớn nhức nhối hoặc là ấn tượng thôi. Tới chương trình này thì cái chu kỳ em nói vậy, bây giờ em có mãn chu kỳ đó chưa? Chứ để mà cứ 3 tháng một lần nó mệt lắm. Cái đó thì tất nhiên là theo khoa học nói, còn người mình sống thì nó phải khác. Chứ không có sống theo lập trình như vậy. Cho đợi chị xíu để chị tính nha em, chị cái chu kỳ của chị cái. Cái chu kỳ của chị là 2 năm một lần. Chị biết yêu từ năm lúc đó là chị coi như cho tầm đó là 12 tuổi đi. Và bây giờ chị 46 tuổi. 46 là tuổi. Là bao nhiêu năm? 36 năm là 18. 36 năm, 2 năm có 18 mối tình. 18 mối tình. Vậy là sai rồi. Chu kỳ này sai rồi. Chu kỳ này sai. 18 mối tình là sai rồi. Cái cuộc tình mà nó để lại dấu ấn với nhau nhiều nhất á, nó không phải hẳn là nỗi đau mà là cuộc tình 4 năm của em. Dữ kỳ kỳ vậy, nãy nói chu kỳ có 4. Cái khoa học, cái khoa học mà chu kỳ này tới 4 năm. Cái khoa học, nguyên nhân mà không đến được với nhau thì cơ bản là do cô ấy mất rồi. Rồi khoảng 2 đến năm thứ 2 thì mới biết cổ bị ung thư. Rồi tôi đang ngồi suy nghĩ, ngồi bàn tính với nhau. Thì đến quyết định là thôi, quan trọng từ cái mối tình đó nó mới rút ra em một bài học là em quan trọng cái cảm xúc, cái cảm giác thích ở bên nhau là chính. Hai người dù có thể là bất đồng hay là không có cùng quan điểm hay cái gì đó của mặt ai, nhưng nó còn duy trì được cái cảm giác mà thích ở bên nhau á, thì nó còn duy trì được cái mối liên hệ, cái kết nối của hai người. Đến năm thứ 4 thì cũng mất. Khi cô mất thì cô có nói cái điều gì với em trước khi cô mất không? Em chỉ có những câu rất là kinh điển, ví dụ như là anh ráng kiếm được người làm anh hạnh phúc, kiểu như vậy thôi. Bởi vì là hiểu nhau quá rồi. Với lại là hai bạn cũng biết trước cái ngày đó sẽ tới đúng không? Dạ. Yeah. Rồi thôi, chuyện cũ nhưng mà cũng chia buồn với em ha. Dạ, không sao. Sau đó bao lâu thì mình mới có một mối tình mới? Gần như là từ mối tình đó cho đi em không có một mối tình nào khác sâu sắc ha. Không phải là vì cái hình bóng cũ, mà là do cái thứ nhất là vì công việc. Thứ hai nữa là cái cảm xúc mà gọi là khiến cho mình có cảm giác là mình thích ở bên người đó đó, thì không có rồi. Nhưng mà nếu như vậy hoài rồi em nghĩ là em sẽ lấy một người như thế nào trong tương lai? Cách em nhìn nhận là em thích một người phụ nữ mà tập trung vào công việc của mình hơn là chuyện là kiểu hay giọng ngó thiên hạ. Mình có công việc riêng, mình có cuộc sống riêng, đúng không? Thì mình tập trung, mình phát triển công việc, cuộc sống của mình nó theo hướng nó vui vẻ và tốt đẹp với nhau. Không cố gắng tỏ ra mình là một con người đạo đức hay là một con người gì đó nó ở bề trên. Tâm tí nó nhân hậu tí xíu rồi đó. Rồi, anh chàng này thú vị quá. Cô gái nè, đớp rạng quản lý nhân sự của tôi. Chuyện tình yêu em như thế nào? Em đã tuyển được bao nhiêu chàng trai trong cuộc đời em rồi? Dạ, ứng viên thì em tuyển nhiều anh. Nhưng mà ứng viên tình yêu thì chưa. Chỉ có 3 đến 4 mối tình đơn phương thôi. Em thích người ta. Mấy cái mối tình đó nói chung là mình chưa đủ can đảm để mình có thể thể hiện ra cái tình cảm. Thì sau đó thì biết là người ta đã có người yêu rồi. Và thường là rất là kỳ anh. Ví dụ như em thích người nào đúng không? Cái xong cái em tính sắp thổ lộ. Cái sau đó một tháng người ta công khai người yêu. Thích là mình phải bấm nút liền nha. Mẫu người của em là như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì nếu như về ngoại hình thì sẽ ưa nhìn. Chiều cao thì có thể từ 1m7 trở lên hoặc là cao hơn em. Thì kiểu ấm áp, chân thành, quan tâm. Phải hỏi ý kiến phụ huynh, hôm nay dưới có phụ huynh em ơi. Mời cô đi. Xin chào hai MC Cát Tường và Minh Đạt.
Cái Linh là Ngô Xanh Gia Lai, đi trong đêm với con lên luôn. Gia Lai đi trong đêm là một mình con nó đi buồn là cho nên mẹ đi theo. Hay quá. Cũng thấy hai chàng trai cũng được. Dù xa thì cứu khi hai đứa con ơi, có tình yêu cao là tình yêu không cần xa gần. Biết yêu thương nhau là xa mới cũng được chứ không có sao. Nhưng mà sau này ví dụ con gái mà vào trong thành phố làm dâu thì cô có đồng ý không? Tình yêu của hai đứa mà đủ đó là được hết, đồng ý không có sao. Ví dụ như ngày hôm nay nè, mà để cô phải chọn một trong hai người này, chỉ được chọn một thôi, thì cô sẽ chọn ai làm con rể của mình? Có sao nói vậy đi cô. Theo cảm nhận của cô là bạn trai bên Gỡ Xanh là thấy túi là cũng hợp với con gái của cô. Dạ. Cô túi dậu là hợp với túi tí. Hai tuổi hợp nhau. Thân tí thình. Là em tuổi thân chị. Thì con cô tuổi gì? Tuổi tí. Thân tí thình là tám hạp. Ồ vậy hả? Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, ngồi dưới mà coi tuổi luôn rồi đó. Hay quá. Rồi, đúng là một phụ huynh có khác hết trời. Thân tí thình tám hạp. Rồi. Thì cô thấy cũng được thì hai con nó cho nhau cơ hội tiến xa xe quần nữa thì tùy hai con. Cháu Linh là do nó bán thuốc cho một tuần là nghỉ được một ngày, đi vô thì nó sắp xếp đi được cho con. Hay sao quá, mẹ quá trời, em hiểu chuyện quá trời, tạo điều kiện quá trời. Nhưng mà nguyên một tuần em có thể ra ngoại thăm, em vô phụ bán thuốc luôn, ở đó chơi được. Được, cảm ơn cô. Rồi mời em gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt và tất cả các khán giả đang cùng xem chương trình, và chào hai anh ở đây. Thì em tên là Việt Phương và là chị của bạn nữ ngồi ghế đỏ, tên là Nam Phương. Thì em cũng rất là hiểu bạn tại vì em đã đồng hành cùng bạn 25 năm rồi. 25 năm? Wow. Hai chị em ruột hả? Dạ đúng rồi, hai chị em ruột đồng hành cùng nhau 25 năm. Cả hai anh ở đây đều có những cái điểm rất là thú vị. Ví dụ như là anh Ghế Xanh thì cũng rất là hài hước và vui tính. Thì nếu như xét về tuổi á, thì cái anh Ghế Xanh thì sẽ hợp được cái tuổi của em hơn. Tại vì cũng sinh năm 97. Ừ. Thì cũng 7 tuổi gì? Tuổi trâu anh. Còn anh Ghế Đỏ thì có lẽ là anh cũng trong cái môi trường liên quan nhiều về giáo dục. Thì thật sự là ba với mẹ em thì đều là giáo viên hết, cho nên là cũng là một cái điểm cộng đối với em của em. Nhưng mà em muốn hỏi câu hỏi dành cho hai anh là không biết được là hai anh có là người chịu lắng nghe không ạ? Ai muốn trả lời chứ? Anh sao trả lời đi. Ồ em hả? Ừ. Anh là một người rất là lắng nghe, anh nghe rất là nhiều người rồi. Nghe nhiều lắm. Phải nói là anh là cái nơi đây một người đổ dồn cái tâm tư tình cảm rồi. À đúng rồi chị đó, em tính nói câu đó. Nghe mà có hiểu không á? Mình nghe trước đã. Còn cái khi mà mình cho feedback lại thì phải tùy trường hợp chị. Tại vì đâu phải là cái lời nói mình quan trọng, nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của người lúc bấy giờ. Thì mình phải lựa lời nói rất là phù hợp. Cảm ơn anh Ghế Xanh, còn anh Ghế Đỏ thì không biết là như thế nào ạ? Đối với về kỹ năng lắng nghe đó, thì thứ nhất là tâm tính trước giờ của anh đó thì cũng thiên về nghe hay là nói. Thứ hai nữa là về nghiệp nó cũng buộc phải nghe. Mà không chỉ nghe mà phải hiểu nữa. Ngày của anh là ngày đi gọi là đọc vị nó hơi quá, nhưng mà kiểu mà cũng phải phân tích tâm lý người khác. Cho nên là chuyện mà lắng nghe và thấu hiểu là một trong những kỹ năng cơ bản của phía anh rồi. Cho nên điều anh nghĩ là anh có. Dạ, xin cảm ơn hai anh rất là nhiều. Thì thật sự là tại vì em của em sẽ cần một người lắng nghe. Vì từ đó đến giờ em nghe em nhiều quá rồi. Nhất là từ lúc 10 giờ đêm cho tới 12 giờ đêm mà nghe em hát á, mở live show em cũng hơi cực. Cho nên là sẽ cần một cái người như vậy để có thể đồng hành nghe hết từ bài này qua bài khác nha anh. Wow. Nghe này là nghe hát đó. Dạ, thì cũng nói vui như vậy thôi. Nhưng mà với góc nhìn của em thì em cảm thấy là anh Ghế Đỏ có thể là sẽ hợp với em của em hơn. Ok, cảm ơn em. Rồi, còn em là đi theo ai đây? Thì em cũng là em của chị Nam Phương, là chị Ghế Đỏ. Nói chung thì mình cũng tâm sự với nhau nhiều rồi. Nên là về riêng bản thân em á nha, thì em thấy cái anh bên Ghế Xanh hiện tại á, đang giống như là chìa khóa và ổ khóa vậy đó. Thì những cái gì mà chị nói với em á thì em thấy là nó rất là hợp. Những cái tiêu chí mà chị đặt ra thì hiện tại là anh Áo Xanh đều đang có những cái đó. Ví dụ như là thích nấu ăn, là biết nấu ăn nhưng mà rất là lười dọn dẹp, đúng không anh? Dạ đúng rồi, thì chị em thì lại ngược lại, không thích nấu ăn nhưng mà lại thích dọn dẹp hơn. Kiểu như là nấu ăn đi rồi tao rửa chén cũng được. Và ví dụ như là anh thích không thích yêu xa thì chị em cũng là một người cũng không thích yêu xa luôn. Về hành động á, thì em nghĩ về anh đang ngồi trên Ghế Đỏ thì sẽ phù hợp với... Ủa gì Dương Đông cứ tay vậy mà chị? Rồi cuối cùng mới vô. Vì em nghĩ nha, tại vì giống như là khi mà mình nói về cái tiêu chí á, mình thấy là hai người này đang rất là khớp với nhau. Tuy nhiên á, thì về việc mà mình đi lâu dài, tại vì em cũng từng trải qua nhiều mối tình rồi, thì em khuyên là nên chọn anh Ghế Đỏ. Rồi, chốt hạ. Rồi. Thôi. Hai chị em mình làm chuyện đi nè. Làm việc đi. Và bây giờ thì... Mở cửa trái tim.
xin tặng Linh. Linh là cái gì Linh nhỉ? Dạ em là Tường Linh ạ. Tường Linh, ok. Xin tặng Nam Phương. Ok. Yeah. Nhớ mà. Tên hết trơn ha. Gái thiệt. Đầu tiên thì em cũng tặng trước hai bạn nữ. Anh gửi Phương. Dạ, em cảm ơn. Wow. Anh gửi Linh. Dạ, em cảm ơn. Này ai cũng dạ, em xin có quà tặng anh cái này. Rồi, em cảm ơn. Ê, tôi thấy quà có hộp bự hộp nhỏ bên nha. Bên trong bên Thanh á. Thôi tôi coi lại coi nhưng sao. Nhưng mà bên nào. Trong nó khác nhau à. Hả? Ý là quà bên trong mỗi cái nó thì sẽ đó, khác nhau. Thì đó, bởi vậy. Rồi, em cảm ơn. À, cảm ơn Linh. Rồi. Bây giờ khui quà. Đồng hồ cát. Wow, hỏi cổ coi anh em tặng anh cái này có ý nghĩa gì? À, chị Cát Tường nhờ hỏi là không có gì Cát Tường. Tường Linh tặng anh món này với ý nghĩa gì nhỉ? Dạ thì đồng hồ cát thì nó ví được như thời gian của mình vậy á. Khi mà cái hạt cát rơi mình sẽ không lấy lại được. Nên là em sẽ tặng anh cái đồng hồ cát thì trân trọng những cái phút giây ở bên nhau hoặc là những việc anh làm. Mình sống trọn vẹn những phút giây đó để không phải hối tiếc ạ. Dạ. Rồi, khui bó kia. Rất trân trọng khoảnh khắc thời gian này. Ok. Wow. Oh. Một cái bút rất đẹp, quý phái và quý tộc đúng không? Wow. Không biết em tặng anh cái bút này là để anh muốn viết vào giấy kết hôn hay sao? Anh không biết này để ký vào đâu hả? Dạ, ý là trước khi quyết định giấy kết hôn hay không thì mình sẽ viết nên câu chuyện tình của mình trước. Mình sẽ viết nên câu chuyện tình của mình trước. Wow. Hay 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 hay. Sao cảm nhận như thế nào? Hay. Này quá hạnh phúc ha. Dạ quá hay. Chúc mừng em. Rồi tới phiên em. Hỏi cổ coi ý nghĩa gì? Chuông gió à. Dạ, yeah, em tặng anh cái chuông gió với ý nghĩa là em thích cái âm thanh tự nhiên. Tự nhiên và cái chuông gió nó sẽ nói chung xua đi những điều đen đuổi. Cảm ơn anh. Những cô gái của chúng ta rất là sâu sắc. Tinh tế. Chà cái này nhỏ xíu, chắc cây viết chì ha. Này là một cái băng cassette. Băng cassette. Hoài niệm. Thật ra để anh đoán ý nghĩa. À, băng cassette này có vẻ như là liên quan đến câu chuyện lắng nghe. À, nếu như mà có những lúc tâm trạng mà không tốt có lẽ thu âm lại để mà nghe sau những tâm sự hay là những cái suy nghĩ của em trong cái băng cassette này. Anh đoán là như vậy. Cho anh đoán thì được không? Đây là cái cuốn băng mà bé tự thu ở nhà và nói trong đó cho đấy. Rồi để cho thằng hữu chủ ta lên tiếng nè. Dạ nói chung là anh với lại anh Hứa Minh Đạt đón nhưng mà nó không trúng, không có nào trúng hết. Tại vì cái đó là băng cassette về một cái list bài hát. Hiện nay thì cái việc mà để nghe băng cassette thì nó sẽ hơi khó. Nhưng mà em nghĩ là nếu như là mình muốn tìm hiểu, muốn thấu hiểu nhau thì mình có thể tìm cách. Wow. Tối nay 10 giờ đêm về nghe giùm cho tôi. Không, 10 giờ nhà không có. 10 giờ tới 12 giờ. Không có gì cho mượn. Nhà chị ở bàn thờ Phật á. Chị có cái máy. Có cái máy cassette mà để ô tô revert hồi xưa mọi người biết không? Bây giờ em hay quá. Khui quà của em coi người ta tặng gì vậy? Dạ, sô cô la với lại son á. Có cây son bự, cây son nhỏ không à? Dạ không. Giống nhau. Dạ cũng sô cô la với son ạ. À đúng rồi. Son là môi là một cái trong một cái dụng cụ rất là thiết yếu để làm đẹp. Em thì em không thích, không biết mấy bạn xài thích màu gì. Thì em tặng hai bạn son dưỡng ẩm và cái son đó là rất là thơm, ăn được luôn á. Ăn được luôn. À. Thường thường em hay ăn lắm phải không? Oh no. Không giờ chị kêu hai bạn sức lên môi đem ăn cho. Chà. Khô dí quá. Dí dỏm quá ha. Khô quá. Thôi, bây giờ chơi trò chơi đi. Bây giờ mời các bạn đến với một trò chơi. Trò chơi có tên là bịt mắt bắt dê. Ủa lộn, bịt mắt tìm tai. Oh yeah. Mà bây giờ, đây, từng người nha, ghế đỏ trước. Bắt đầu, sẽ phải nói như nào. Đây là những bàn tay. Đó. Mò đi à, tìm mấy trung nhân đi à. Dạ. Đi ra đây từ từ nè. Anh ghế xanh nè. Rồi. Ủa là bây giờ sao? Bây giờ đi theo đường này. Đó, bây giờ hai bên đang chạm nhau rồi đó. Anh chỉ cho ta chứ em sờ lỡ chỗ khác sao? Rồi bây giờ đây anh chỉ ai cũng xè tay ra hết rồi. Coi chừng hồi hai ông tự nắm tay hai ông về đây luôn rồi tôi chết luôn á. Qua đây chưa?
Em chưa biết. Đây, từ 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 đi, tôi dắt cho, không thấy đường đó. Em chưa định hình được. Rồi, từ đây đi nè. Đó. Đưa ra quyết định chưa à? Trời ơi, thế quá chừng. Hình thì như hai ông này, ông đứng ông nắm quài, ông hưởng thụ luôn hay gì đó. Chờ quyết định rồi. Quyết định rồi, nắm rồi lôi ra nè. Ở đâu à? Đây đúng không? Yeah. Rồi, tôi dắt Liên ra. Rồi, dắt ra đây. Rồi, đứng đây, đứng ngang đây, đứng ngang đây. Đây, còn nữa nè. Tại này, bạn này hơi rung hả? Bạn này cứ đưa mà xề sang xề. Lâu lâu có cơ hội chứ. Đừng cố quá. Sao à? Cái này giống chị biên tập quá. Chị biên tập quá thì né qua. Nhanh gọn lẹ, bạn còn 7 giây thôi đó. 7 6 Được không? Chốt chưa? Lấy người này hả? Không, bây giờ rõ hết đi, chốt chưa? Lấy người này. 5 4 3 Qua đây. Đứng đây, đứng đây để mình chứng kiến chứ. 1 2 3 Quang hô. Mọi người đây làm chứng rồi nha, không có ăn gian lận gì hết. Mở mắt đi à. Sao ngu em mặn dữ à? Ngu em mặn lắm á nha. Sao? Bạn đây hỏi từng người nè. Sao em lựa chọn bàn tay này vậy? Dạ đơn giản là em đi qua em thấy ấm nhất trong tất cả. Ấm giống như cái tay. Ê, nó chưa chịu buông tay nữa kìa. Sao em lựa chọn bàn tay của chị Tường vậy? Thôi mất nhận. Dạ em thì em thấy bàn tay mềm. Mới mềm. Mới bàn tay mềm. Gặp. Ý là chị skin care rất là tốt. À. Rồi, về đến nè. Rồi, và bây giờ trước khi đến lúc bấm nút thì chúng ta chứng mỗi bị. Bạn sẽ được 30 giây để gọi là tỏ tình. À, anh lớn anh đi trước. Anh đi lớn đi trước rồi ạ. Mời anh lớn đi trước. Xin mời em. Tài. Như lúc anh đã nói là trong cái trò chơi nắm tay á, cái cảm nhận của anh là đi dọc các bạn nữ như vậy thì cái hơi ấm từ bàn tay em nó tắt ra. Thành ra là anh tin rằng là tụi mình có những khoảng cách về tuổi tác, tuy nhiên nó không phải là vấn đề lớn, mà anh tin là cái sự trải đời của anh một phần nào đó cũng sẽ là nơi an toàn đem về. Dạ, có nắm tay cô bé Gia Lai không à? Dạ, không. À, không à. Rồi, rồi xin mời. Mời em. Trước khi em nắm tay hai bạn, em có một đôi lời muốn nói với chị hả? Không. Em có một bài thơ tặng cho hai bạn thôi. Ok. Rồi. Đằng này hai bạn rất xinh, Nam Phương ghế đỏ, cạnh là Tường Linh. Sẵn đây em hỏi chị Tường. Hôm nay em có được người yêu không? Hỏi ai thôi, hỏi hai này. Vườn hồng đã có hai bào hay chưa? Chưa, mới tới đây. Chưa, nãy giờ nói quá trời đắp. Anh hỏi mong nàng xin thưa, vườn hồng có lối xin đưa anh vào, có lối xin đưa anh vào. Good. Yeah. Hay hay. Rồi bây giờ là giao đãi rồi đó. Có chứ. Mời quá. Bây giờ qua cái vườn đâu nào nè. Đâu mất cái gì này được. Để mà 30 nói. 30 giây. Ồ, 30 giây rồi. Nếu mà cái trong đầu em có một quyển sách hiện tại thì em sẽ đọc quyển sách gì? Quyển sách về nhà giả kim. Oh, Alchemist, anh cũng thích quyển đó. Yeah. Em có nhớ câu nào trong trong đó không? Câu nào em thích trong đó? Em không nhớ, nhưng mà em chỉ nhớ một cái đoạn, không nhớ rõ lắm. Nhưng mà kiểu giống như là em nhớ một ý trong đó là ví dụ như là khi mà mình muốn một điều gì đó thì mình hãy gửi tín hiệu đến vũ trụ thì vũ trụ sẽ giúp mình thực hiện cái điều đó. Yes. Okay. Cảm ơn em. Gửi tín hiệu tới vũ trụ ha. Ồ, anh nhớ cái đầu tay này. Xin chào. Hồi nãy em có nói em thích đi du lịch á, thì em thích đi một cái nơi nào, đất nước nào hay là một nơi nào trên đất nước của mình? Miễn là có nhiều khi mà có người yêu thì em đi đâu cũng được, có người yêu là được. À, đi đâu cũng được ha. Ok, cảm ơn em. Bây giờ mọi người hãy nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt.
năm. Không biết em tặng anh cái bút này là để anh muốn viết vào giấy kết hôn hay sao? Ý là trước khi quyết định giấy kết hôn không thì mình sẽ viết lên câu chuyện tình của mình trước. 4. Tụi mình có những khoảng cách về tuổi tác, tuy nhiên nó không phải là vấn đề lớn. Mà anh tin là cái sự trải đời của anh một phần nào đó cũng sẽ là nơi an toàn đem đi về. 3. Hồi nãy em có nói em thích đi du lịch đó, thì em thích đi một cái nơi nào, đất nước nào hay là một nơi nào trên đất nước của mình? Miễn là có nhiều khi mà có người yêu thì miễn đi đâu cũng được, có người yêu là được. 2, 1 và bấm ạ. Chúng tôi nghe 4 chiếc ghế đều bấm và chỉ có một tín hiệu lên vũ trụ. Chúc mừng một cặp đôi ngồi ở ghế màu xanh. Bây giờ em biết em bấm ghế nào chưa? Dạ biết. Ghế nào? Ghế đỏ. Bấm ghế xanh mà. Ủa ghế đỏ. Ủa là sao ta? Ủa là sao ta? Em bấm ghế đỏ. Em bấm ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ em bấm là ghế màu xanh. Oh sorry, em bấm ghế màu đỏ. Dạ không, em xung quá. Em có đồng ý với sự nhầm lẫn này không em gái? Dạ tạm đồng ý. Dạ tạm đồng ý. Tạm đồng ý thôi, bạn ấy đã đồng ý rồi. Chúc mừng cho bạn gái ghế đỏ và chàng trai ngồi ghế màu xanh. Rồi, đứng lên, xin mời các bạn. Hơi bị chéo nhẹ. Hơi bị chéo nhẹ. Rồi, xin mời hai bạn trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Hôn được không? Được. Đó là tùy em chứ sao hỏi chị. Ê, phải xin người ta đàng hoàng. Hôn có gì cha tôi đâu. Phải xin phép đàng hoàng. Anh hôn được không? Hôn tay nha. Ồ thế à. Đúng quý vị, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn có hai bạn lẻ loi đi về. Không sao cả, tình duyên là một cái gì đó nó rất là đến rất là bất ngờ. Chúc cho hai em sẽ là tìm được hạnh phúc của mình trong một ngày gần đây nhất nha. Xin tặng mỗi bạn, dù có đôi hay không có đôi thì vẫn được nhận một phần quà. Đó là một sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng đây, cho em. Tặng cho em. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình cũng dành tặng cho hai bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và quý vị ơi, đừng lo nhé, và chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn có thể được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã có mặt tại App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thời nấu ăn được cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Dạ em muốn tìm một bạn nữ, nói chung bạn vui vẻ. Có luôn. Có hết luôn. Cũng có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Có đó, bạn có luôn. Thấy là có năng lượng rồi. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời nhà gái.
Rồi, ngồi đi cưng. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chú Hồ, chú Quyền Linh, chào cô Hồng Dân và các bạn khán giả. Em tên là Phan Xuân Hiền, năm nay em 26 tuổi. Em là giáo viên tiếng Anh. Ồ, vậy hả? Dạ. Dạ, em dạy ở dưới Long An, trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Tân Tạo. Ờ, có nghĩa là mình ở dưới Long An rồi, còn nhà mình đâu? Dạ, ở dưới Long An luôn. Ở dưới Long An luôn? Dạ. Còn em trai? Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào quý vị khán giả và gia đình hai bên. Em tên là Nguyễn Hữu Học, em 27 tuổi và em đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em là đồng hương của anh Quyền Linh à. À, rồi. Em làm gì học? Dạ, em đang làm bên bộ phận sản xuất của một công ty may mặc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Cụ thể là em làm gì? Kỹ thuật hay là dạ, kinh doanh hay là ở bộ phận bên thành phẩm thành hình của sản xuất về vali. À, về vali rồi. Dạ. Vậy một người ở Đức Huệ, một người ở Mỹ Tho thì đi cái bị địa lý nó khoảng 50 cây số, 60 cây số gì đó. Ủa xa dạ. Vậy á hả? Ừ. Cũng không xa lắm đâu anh, nếu mà vì nhau thì khoảng cách không hề vấn đề ạ. À, đúng rồi, tình yêu nó có khoảng cách. Vậy là em sẽ chủ động trong cái khoảng dạ, cách đó đúng không? Dạ, dạ em sẽ chủ động. Nói chị Vân biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi học. Em mọi người xác em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Là em rất là thân thiện với mọi người, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Mà nhược điểm thì em hơi ít nói một tí. Rồi em hay quên chị. Vậy hả? Dạ. Có nhiều hôm lâu lâu em xem điện thoại á, em lướt Face rồi em đọc tin tức xong rồi cái em ngủ quên luôn. Cái khoảng nửa đêm cái em giật mình dậy và em đi quýnh răng rồi và em ngủ tiếp. Rồi em, còn em thì sao? Điểm mạnh của mình, điểm yếu mình là gì nè? À, dạ, điểm mạnh, điểm yếu thì em xin kể câu chuyện vui vậy. Là hồi xưa lúc em còn học đại học á, thì tụi em ở một ký xá thì em có nấu ăn cho các bạn trong nhóm ăn. Thì mấy bạn ăn rất là ngon, mấy bạn thưởng thức rất là vui vẻ. Nhưng mà tới hôm sau thì có một bạn nhập viện bởi vì bạn đó bị truyền nước. Nên sao vậy? Dạ em không biết, tất cả mọi người ăn rất là thoải mái thôi, bạn đó bị bệnh đau dạ dày hay sao á. Nên thành ra từ đó về sau là bạn bè em không cho em nấu ăn nữa, em chỉ rửa chén thôi. Vậy á hả? Dạ. Trời. Tự nhiên một mình bạn đó không lý do bị đau bao tử mà em bị lãnh hậu quả là không được nấu ăn luôn. Dạ thì em nghĩ là em nấu được, có mình em ăn thôi. Rồi mình em ăn thôi. Dạ. Như vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình? Dạ cái điểm mạnh đó là em rất tự tin với cái tài nấu ăn của mình. Ừ. Mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi. Còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác. Ừ. Nên tức là cái điểm mạnh, điểm yếu của em chung quy lại vụ nấu ăn thôi. Dạ. Ta không có yếu, không có mạnh gì hết. Có vụ nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho ăn, không ai cho nấu hết. Dạ cái này không thành vấn đề đâu chị. Nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được. Cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Bây giờ có bồ mấy mối tình rồi? Dạ em chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết ạ. Dạ em có làm thích người ta mà em không dám nói nên chỉ là đơn phương thôi chị. Dĩ hả? Rồi sau này thì em có tìm hiểu một bạn nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí, nó không có phù hợp á, cho nên em mới dừng lại không có tìm hiểu nữa. Mà tìm hiểu trong bao lâu? Dạ được khoảng hơn 2 tháng ạ. Hơn 2 tháng đeo đuổi mà thấy khó tính quá thôi dừng lại cho rồi. Đúng dạ. Không? Ừ. Gọi là tinh khôi đó, em là tinh khôi đến với chương trình. Dạ. Để chị hỏi bên đây coi nha. Dạ dạ. Sao nè? Dạ em cũng lẻ bóng lâu năm. Lẻ luôn tới giờ? Dạ. Lẻ bóng quanh năm luôn. Hết luôn. Ừ, đúng không? Đó đây nè. Nè. Cái mặt đẹp như vậy, có duyên như vậy. Dạ, mà lẻ bóng ông coi tin nổi dạ, không? Dạ, cảm ơn. Cái nét này là nét của cô Phương Hồng Quế á. Dạ. Xinh mà. Hay làm theo không chịu? Ê, dạ ở nhà có làm mai một anh mà tuổi không hợp. Nên thành ra là không có tiến tới được. Rồi, cái bây lẻ giờ bóng nè. Luôn. Bây giờ muốn một cái người hợp lý con như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7 đến khoảng 1m75. Ừ. Tại con cũng cao 1m65, 64. Ừ. Rồi. Dạ rồi bạn đừng có mập quá. Hồi xưa là con bị béo phì, sau đó mới tập thể dục nó mới cải thiện được dốc dáng như bây giờ. Nên con ngán mỡ lắm rồi. Nói chuyện chạnh lòng đấy. Thấy ông Mai ông cười sung sướng không? Ông nói là bởi mình phải kính kẻ, mình đừng có để cho chúng thắng lợi, hiểu dạ. Không? Đây đừng bao giờ nhắc chữ mập với chữ mỡ. Tại vì nữa nè, về nữa nè. Dạ. Tóc tai sao nè? Dạ, tóc thì bình thường thôi. Nói chung là đừng có dài quá là được. Đừng nhưng có để tóc kiểu lãng tử phồng phồng phồng. Ít hay nhiều nè. Dạ, tóc thì đừng hói quá. Đó, dạ. Né chữ hói luôn đi. Bên đó người ta cũng kỵ chữ hói dữ lắm á. Nhà trai mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm bên nhà gái vậy? Dạ em nghĩ là chắc khoảng 70% anh. 70% đúng không? Dạ. Cũng được rồi. Rồi bây giờ mình muốn tìm người yêu thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ
cũng tóc dài, có. Cũng xinh, ừ. Dễ gần, có. Bạn nói chung bạn vui vẻ, có luôn. Có bạn lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực, truyền nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống anh. Có đó, bạn này thấy là có năng lượng rồi. Dạ. Đúng luôn đó. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và với chị họ. Rồi chào mẹ của Học, chào cả nhà. Chào cô. Giờ mình có ý kiến coi dâu tương lai thế nào. Tôi xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ chào chị. Dạ tôi là mẹ của Hữu Học. Hôm nay đến đây thì tôi thấy cháu gái này cũng xinh. Nhưng mà giờ mẹ nói là mẹ trông cho hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để cho mình sớm trở về một mái ấm gia đình. Dạ. Rồi cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Ừ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, anh Học và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì con tên là Trang, là bạn chung đại học với Hiền. Nhưng mà con không có nằm trong cái nhóm nấu ăn. Nhóm nấu ăn đúng không? Dạ. Thì con thấy là những cái tiêu chí mà anh Học này kể ra thì con nghĩ là Hiền chắc phải 90-100% luôn. Đi chơi những gì anh nói. Mà anh cho em hỏi là anh có hay đi du lịch không anh? Thì có thời gian thì đó mình cứ đi du lịch thôi. À dạ, tại vì nhóm em cũng hay tổ chức đi du lịch chung á, thì hy vọng là anh và Hiền sẽ cho nhau cơ hội để bấm nút tìm hiểu nhau. Và trong những chuyến đi du lịch tiếp theo của nhóm á, thì sẽ có anh làm tài xế riêng cho Hiền. Tại vì tụi em cũng không trông cái điều này lâu lắm rồi anh. Chở hoài cũng mệt đúng không? Đúng rồi, bạn này cứ phải chở hoài. Trời ơi, rồi yên tâm, nay có Học chở rồi ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Dạ. Anh từ đây đã thích em rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Em nhà ở đâu đây? Cứ tới cứ lui trong tim anh chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho anh giờ đây phải ngắm rồi nhìn vì thích em rồi. Anh có món quà tặng em, mong em sẽ luôn được nhiều niềm vui với món quà này. Dạ em cảm ơn. Tấn công liền vậy đó hả? Trời ơi, con nó hợp ghê không? Bộ biết người ta mặc đồ này hay sao mua con heo hả? Dạ chắc có thần giờ cách cảm quá chị. Thiệt luôn á nè con nè. Nhưng mà em tặng đi. Dạ em có quyển sách tặng anh. À. Cái quyển sách này tên là Bí mật của may mắn, đố anh chứ bí mật của may mắn là gì? May mắn có bí mật gì? À may mắn là bí mật của nó là anh nghĩ là giờ chính thần bản thân mình. Giờ chính thần bản thân mình. Oh, high five. Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, đúng là hợp vậy, còn này nữa. À, cái này một bản danh sách để em chuẩn bị riêng. Để một lát nữa mình sẽ trao đổi cùng nhau. Dạ. Bắt đầu đi, hai em cảm nhận về nhau thế nào? Anh có thấy em là mẫu hình lý tưởng của anh không? Đúng là em là mẫu hình lý tưởng anh đang tìm. Dạ. Đúng rồi, anh thích một cô gái tóc dài, vui vẻ, thân thiện, có nụ cười tươi như em vậy đó. Dạ, em cảm ơn. Em thì thấy anh cũng được khoảng 70% cái mẫu hình lý tưởng mà em đưa ra. Hôm nay đến đây anh có chuẩn bị một bản gọi là danh sách các câu hỏi thôi. Để mình thông qua các câu hỏi này mình có thể hiểu nhau hơn em. Dạ. Thì anh mời em tham gia cùng anh nha. Dạ. Câu hỏi đầu tiên là em có thích đi ăn uống, cà phê tâm sự cùng bạn bè không? Dạ em có thích đi cà phê, em thích đi ăn uống nhưng mà em không thích cà phê, em thích trà sữa. Không, trà sữa thì ngọt ngào em, ngọt ngào như em vậy. Anh cũng thích nữa. Dạ. Cái này thì hợp nhau rồi đó. Dạ. Nhớ vào. Thôi. Câu thứ hai. Em ơi có thích làm các công việc nhà không? Làm công việc nhà thì em giỏi nhất là rửa chén. Còn các công việc khác thì sao em? Em cũng biết quét nhà, em cũng biết làm công việc nhà. Không sao, cái này anh cũng làm được. Cái gì mình nếu mà mình về chung một nhà thì mình sẽ cùng nhau làm cái công việc nhà. Dạ dạ. Rồi lít vô. Dạ, nhấn vô. Em là mọi người hướng nội hay là hướng ngoại? Dạ em hướng ngoại. Cũng tương đối phù hợp đó. Bởi vì anh thích một cô gái cũng có một chút gì đó của truyền thống nhưng mà cũng đôi lúc cũng phải hiện đại chứ. Dạ. Mình làm mới mình lên. Dạ. Trong cuộc sống hay công việc á, có những khi nóng giận không được kiềm chế được thì em sẽ làm gì? Dạ em đi ngủ. Thì ngủ vậy là nguội phải không? Ngủ dậy thì đi ăn và uống trà sữa. À, dạ, trà sữa là đam mê em ha. Dạ, trà sữa hương chi. Lít vô chi luôn hả? Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa? À, dạ có. Anh cũng sẵn sàng rồi, anh đợi lâu lắm rồi. Lít vô. Em nếu mà mình kết hôn thì em có quản lý tài chính không? Dạ cũng có thích quản lý tài chính nhưng mà em nghĩ là cái quan điểm đó là cái việc quản lý tài chính thì hai vợ chồng cùng nên làm, không để một người phụ nữ làm hết được. Đúng rồi, anh cũng đồng ý nữa. Dạ. Mình có thể cùng nhau. Em có yêu động vật không? Dạ có. Em thích con cat, con mèo á. À, con mèo. Với lại con chó. Anh cũng thích hai con đó nữa, nhà anh nuôi rất nhiều chó. Dạ.
em ơi, nếu mà mình kết hôn rồi em thích là bé trai hay bé gái, có thích nhiều bé không? À, cái này em có nghĩ tới là em thích sinh đôi. Sinh đôi lần hả? Dạ, từ nhỏ tới lớn em cứ thích là sinh được một cặp sinh đôi vậy đó. Thấy cho trai gái cũng được, thích gọi sinh đôi. Sinh đôi là có hai bé, ví dụ mình mua đồ gì mình cũng mua đồ đôi này kia nó hợp. Dạ dạ. Dễ thương ha, hai đứa giống nhau ha. Anh dạ. Cũng thích nữa. Thích vô. Dạ. Thích vô. Rồi hết. Hôm nãy giờ qua các bạn này thấy mấy cái câu hỏi này là mình khá là hợp nhau đó. Có nhiều sở thích cũng giống nhau nữa. Thì anh cũng hy vọng mình thành công ha anh. Đúng phải thành công em. Có ký vô đây không? Cái tên thì được gì nè? Ký tên tàu thì có như là nếu là đảm bảo mình sẽ sao này mình sẽ hợp với nhau nhiều hơn. Chốt đơn hả? Chốt đơn đó. Ừ, ký đi em qua ký đi. Chốt đơn bấm nút á. Trời ơi, chuẩn bị ký tên đi. Ký tên bên trái đi, anh sẽ ký bên phải nha. Dạ rồi. Cưng quá à, hai đứa dạ. Này nếu mà thực sự mà hợp với nhau đến với nhau á là giữ cái bản này nè cho đến khi nào mà con nó lớn lên đó đó. Hồi đó ba mẹ đến với nhau như vậy hả? Dạ. Gì? Em soạn nội dung tại vì em muốn tất cả mọi thứ phải là hoàn hảo chỉnh chu anh. Nên em chuẩn bị trước thôi. Nguyên kịch bản gì luôn hả? Em thức hai đêm để em sợ xem lại gần 500 số của bạn muốn hẹn hò đó anh. Để em xem lại. Và em muốn mọi thứ của mình phải là hỏi chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất anh. Đây là chỉnh chu nhất rồi đó hả? Dạ. Còn kịch bản này là gì? À, em chuẩn bị cái nội dung thôi anh. Bước ra sẽ cúi đầu chào khán giả. Nắm tay trái co lại trước ngực. Sau khi anh chị MC mời giới thiệu, em sẽ nói lời nói đầu tiên, cho phép em gửi đến lời chúc sức khỏe. Trời, nhiều lắm. Đồng kịch bản luôn vậy đó hả? Em tên, em sẽ nói rằng em tên là Nguyễn Hữu Học. Em 26 tuổi. Trời, này cũng viết vô luôn vậy. Kỹ dễ sợ luôn. Đúng là nguyên kịch bản dài luôn ơi. Dạ, sáu trang lượng anh. Khi mới mở rào ra em sẽ tiến tới hát. Em nhà đâu thế? Đừng anh lỡ. Đừng làm ý như kịch bản luôn vậy đó. Rồi bây giờ Học tiến tới nắm tay cô gái, nói cái gì đó thật là ngọt ngào, êm dịu coi. Nắm hai tay cô gái. Nắm tay em nha. Dạ. Tay khá ấm và mềm. Dạ. Thì anh có chuẩn bị một bài hát. Ban đầu anh cũng chưa có biết là quê em ở đâu. Dạ. Nên bài hát này là bài anh thích. Dạ. Mặc dù hát không hay nhưng sẽ hát tặng em và tặng quý vị khán giả, tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân nữa. Rồi. Dạ, em xin hát bài Phải Làm Cô Gái Bến Tre. Dạ, em qua Long An sửa lại nha. Bầu sáng pha rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sao. Đôi bóng trăng trên đầu màu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh kiến, da bầu vàng phù sa. Mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng qua. Dạ, hay quá. Bạn gái hát tặng bằng tay đi. Dạ gì em thích nhạc tiếng Anh đó nên hát một đoạn ngắn. Ừ, đúng rồi, hát đi. Nắm hát tay, hai người vẫn nắm tay nhau. Dạ. Đừng có buông tay ra. Để cảm xúc lan tỏa thôi. Dạ. You are my sunshine, my only sunshine. You have been made, you make me happy. And sky will rain. You never know, dear, how much I love you. Please. Không, có câu đó là em chịu. Don't take my sunshine away. Là gì em hiểu không trai? Dạ. Anh hiểu nói gì không? Dạ, em hiểu với anh. Hiểu sao, nói gì vậy? Cái bài hát đó bạn nói là anh là ánh nắng mặt trời của em. Thì có câu I love you. Là em thích anh vậy đó. Chứ là lời bài hát thôi anh, nhưng mà nghe nó cảm động. Rung động. Tim đập phình phình. Hạnh phúc quá anh. Được rồi. Em cứ thích là em bấm nha, không chờ đợi gì cả. Mình bản lĩnh đàn ông cứ thích là bấm thôi. Còn quyền bấm nút hay không là do người. Thôi đừng nói nữa rồi xong hết rồi đó. Hai đứa mình bây giờ là như cái người mà vô hình rồi đó. Chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau thế nào? Dạ. Nói chuyện với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ. Hai bác đang coi truyền hình đó. Giờ con xin phép được làm tìm hiểu và làm quen với em Hiền. Con hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, không để cho em Hiền phải buồn đâu ạ. À, em sẽ bác cho con hôn em một lần. Chỉnh hôn nữa nha. Dạ dạ. Dạ. Má tao chơi hôn vô tóc, hôn má. Dạ. Hôn nữa nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.
Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chú Hồng Linh. Cảm ơn đến anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân. Cảm ơn đến quý vị khán giả, cảm ơn ekip và ban biên tập sản xuất chương trình rất nhiều ạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hạnh phúc quá, rồi hai đứa dắt nhau đi. Tìm đây, tìm đây, tìm đây. Em đi trước đi. Lớp vô đây, đăng ký hẹn hò ngay. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi, vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Còn cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Thực ra là em không có gọi là quá ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Với cô gái này, em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ, cũng đặc biệt đó. Biệt đó. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặp đôi thứ hai nha. Đúng rồi. Rồi. Rồi, mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu nha, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân và chào khán giả đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Phan Đoàn Tấn Linh, năm nay em 36 tuổi và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Linh làm công việc gì Tấn Linh? Dạ, trước đây là em là nhân viên văn phòng và hiện tại là em đang tìm việc mới. À, dạ. Quê Tấn Linh ở đâu? Dạ, em ở đây. Nếu mà quê quán là Hóc Môn. Rồi mình giới thiệu đi cưng, bên nhà gái mình nè. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Quyền Linh và bạn nam bên cạnh. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Mình bây giờ Tuyền nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của Tuyền đi. Điểm mạnh của em là em rất là chịu khó và siêng năng, sống hòa đồng, cũng có khi giúp đỡ mọi người con trong công việc. Dạ, điểm yếu của em thì rất là khá rụt rè và nhút nhát trong việc giao tiếp với mọi người. Em cũng ít đi chơi, giao du với mọi người. Hiền là tốt chứ sao nói là điểm nhược được? Dạ, thì nhiều khi mình hiền quá thì cũng có một số người sẽ có thể bắt nạt mình. Ăn hiếp mình đúng không? Rồi. Ăn hiếp. Rồi, vậy yên tâm, bữa nay có bạn trai đây sẽ giúp cho em đỡ người ăn hiếp nha. Rồi Tấn Linh, yeah. Điểm mạnh, điểm yếu của Tấn Linh là gì? Dạ, yeah, điểm mạnh là em có thể dễ giao tiếp với mọi người. Còn điểm yếu là hơi cũng giống như bạn Tuyền là hơi rụt rè một tí. Em có mấy mối tình rồi Tấn Linh? Dạ là hai. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi, trời ơi. Vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Lý do tại sao mình chia tay hả Tấn Linh? Cái mối tình đầu tiên là lúc đang làm, em làm ở một công ty game gần 9 năm. Thì cái khoảng thời gian mà em làm á, là có những cái buổi mà em phải OT đêm á, thì bạn kia không đồng ý đúng không? Dạ, mà đi tìm người mới trong khi mà quen em á. Rồi. Nên em biết rồi, cũng hai bên cũng chia tay. Là không có thời gian để chăm sóc mối tình đó. Mối tình thứ hai là do 7 năm. Dạ, 7 năm mới chia tay hồi đầu năm ngoái. Cái đó là do em. Hai đứa cũng dự tính là cũng đi xa lắm. Nhưng mà do nó em xa thiệt không? Dạ, đi xa quá nên dự tính nhiều quá nên em không đáp ứng được. Nên em chủ động chia tay luôn. Phụ nữ bây giờ là chào em. Dạ, em chào chị luôn. Không phải phụ nữ bây giờ mà một vài người thôi. Một vài người là họ có thể tính là có phải có nhà cửa riêng. Khi mà có con là phải có một cái khoản nào đó để mà chăm lo khi mà ví dụ con mình bệnh tật hay là gì đó. Thế anh nghĩ điều đó cũng là chính đáng, hợp lý. Dạ, không vấn đề gì phải trách cả. Dạ, cái đó là do em. Có thể là do mình chưa chuẩn bị đủ. Bởi vì bao nhiêu người phụ nữ họ cũng muốn có con và có đầy đủ điều kiện cho con mình thôi. Dạ. Không có trách điều đó. Con cưng nè,
cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Con cứ lo đi làm rồi cứ biết làm đi làm thôi. Con cũng không có ai theo đuổi hay con không có trang điểm nên rất là bình dân ạ. Con nghe. Không phải lý do bình dân mà người ta không yêu đâu con. Cứ xinh mà. Dạ con ở ngoài con cũng ít nói chuyện, ít giao tiếp với mọi người á, còn con cũng ít bạn nữa. Không, ở trong cơ quan không ai để ý chứ hả? Cơ quan con thì ít nam lắm, mà nếu mà có nam thì cũng có gia đình rồi á. Cũng không có mối quan hệ rộng á chú. Dạ. Với cô gái này em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ cũng đặc biệt quá. Biệt đó. Dạ. Anh không nghĩ em làm trong game đâu. Rất là phong trần. Còn một con người này có thể đóng phim được nè, có thể làm ca sĩ được nè, có thể là một diễn viên. Dạ. Em có làm gì trong nghệ thuật không? Dạ, lúc mà còn đi làm là có nhóm nhảy. Thấy chưa? Có nhìn nó biết liền. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, diễn tả coi đúng giống bên đây không? Dạ, thực ra là em không có gọi là quá giống ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Dạ xin lỗi, cho hỏi bạn Tuyền được. Tại vì em có xăm mình. Rồi, dạ. Xăm mình. Ok. Tuyền có sợ không Tuyền? Em biết những cái hình ảnh xăm người trên người mình. Có sợ không? Sợ đâu. Không, nếu vậy thì chắc em thôi, đối với em chắc không sao đâu cô. Anh chú là chú xăm nguyên con hổ, con hổ phía sau nè. Rồi, em ước mơ cái người, cái bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em mong muốn á, là em muốn người đó, tất nhiên là cái gương mặt phải là dễ nhìn nè, thiện cảm. Và là một người chín chắn, không lăng nhăng, rồi biết quan tâm, chia sẻ, biết nấu ăn một chút. Dạ, không hút thuốc và không uống rượu. Chú thấy anh bên đây là quan tâm nè ha, chín chắn là có nè, cũng phong trần đẹp trai có nè, chỉ có điều lăng nhăng là chú không biết thôi. Giờ cho người ta trả lời đi, ai mượn trả lời giùm. Em thấy cưng có bao nhiêu phần trăm khi mà bạn này nói? Dạ chắc là trên 50. Như vậy có nghĩa là em 50. Có hút thuốc không? Dạ có hút thuốc. Có hút nhiều không? Dạ một gói 2 ngày. Có uống rượu không? Dạ không. Nhưng mà uống bia thì được. Giao tiếp với lại mọi người á, tại vì có thời gian là em cũng làm bên mảng bất động sản nên có đi gặp khách này nọ thì mình phải biết uống mới được. Có yêu thương, có chia sẻ, có quan tâm không? Có đó. Có thủy chung không? Chắc là có. Có. Vậy là một cái mối tình 7 năm là chung thủy lắm đó nha. Hút thuốc mà 2 ngày một gói thì cũng cái đô cũng chưa phải là đô ấy, đô nhẹ thôi. Dạ. Mình có thể cải cách được. Dạ. Đó, để cho anh bỏ ha. Dạ. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với lại chị đồng nghiệp. Chào chị Hồng Quanh, chào anh Quỳnh Linh. Em bạn của Linh cũng được, nói chung là mong hai người là cho nhau cơ hội. Vậy thôi đó hả, nó ngắn gọn lẻ vậy thôi đó. Dạ. Vậy okay. Thôi gọn vậy được rồi. Nhà gái đi với ai? Linh đi với ai? Hôm nay em đến là đi với mẹ của em và em trai ruột của em. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Chào cháu trai. Tuyền là rất là hiền. Tính nhút nhát từ nhỏ giờ. Cháu trai bên này thì thấy cháu cũng hiền, cũng thấy cũng chuyển chạc, nói chung điềm đạm. Hai cháu cho nhau cơ hội đi để có thể tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn. Cảm ơn nhà gái. Anh nghĩ rằng là bên nhà trai thì có va chạm cuộc sống nhiều hơn, có trải nghiệm nhiều hơn, có vốn sống nhiều hơn. Bạn nên chủ động với cô gái bên kia, rất là hiền. Nào, mở rào. Bắt đầu đi Tấn Linh. Tặng quà. Rồi đứng lên nhận quà rồi mình tặng quà luôn nè. Tiền nè. Đầu tiên gặp mặt thì anh có một chút quà để tặng em. Tặng hoa thì có thể nó màu tàn mà mình không có xài được. Thì trong đây là anh có sô cô la. Dạ. Và một quyển sách. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Hôm nay cũng đến chương trình này em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh. Em không biết, em chưa có quen yêu ai nên em không biết tặng gì, nên em nghĩ là sổ thì sẽ khi nào anh có cái suy nghĩ gì hay giống như viết nhật ký anh sẽ viết vào đây để anh nhớ tới em. Lâu lắm rồi anh mới nhận được quà, hơi xúc động xíu. Dạ. Lần đầu gặp thì anh thấy em hiền từ mái tóc kia. Dạ. Không biết nói sao.
Xin lỗi. Em là nhút nhát lắm, thành ra mình phải chủ động mình nói. Ra là anh cũng nhút nhát trong em. Thì khi mà anh nói chuyện với một á, anh hơi ngại. Bình thường á, là anh thích nghe người đối diện nói hơn, nghĩa là anh thích tâm sự. Dạ. Anh muốn nghe người khác tâm sự. Anh có cảm nhận như em về em vậy, thì em nhìn anh em cũng muốn nói một vài điều. Thì em thấy anh nhìn rất giống là nghệ sĩ ạ. Tóc với lại cái gương mặt của anh. Bây giờ cho xóa bỏ cái không khí căng thẳng này, Tấn Linh hát một bài tặng em gái trước đi. Anh hát một đoạn ngắn thôi. Đứng lên cho có hơi. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lỗi anh chứ. Lỗi em hát hồi vợ. Vậy là hay rồi đó anh. Bây giờ em trai em bước tới, em nắm tay em gái. Rồi em cứ nói cảm xúc của mình thôi. Lâu không có nắm tay. Bạn này chưa nắm bao giờ luôn, chứ không phải là lâu rồi. Rồi, đưa tay ra. Đây. Đó, đúng rồi. Nắm hai tay. Hai tay đó. Ông mối là ông muốn vậy đó, lúc nào phải là hai tay, mắt trọn vẹn. Nắm hai tay hả? Ồ. Nói một suy nghĩ về tương lai của mình như thế nào? Thì tương lai đơn giản thôi. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và có hai đứa con. Dạ, nhưng mà em đó là mình ước mơ. Em thì em muốn có thời gian tìm hiểu nhau. Đúng rồi. Dạ, rồi sau đó chắc chắn về tình cảm, rồi kinh tế, rồi nhiều thứ khác nữa, mọi thứ, mối quan hệ nữa. Thì mình mới tiến xa hơn được anh. Đúng rồi. Bé này nó như tờ giấy trắng vậy đó. Cái đó, ra. Đúng rồi, Tuyền rất là đặc biệt. Ừ, phải dặn Tuyền đi. Ừ. Do em cũng chưa có mối tình nào hết đó, chưa có thời gian tìm hiểu hẹn hò, hay là không thích điểm gì hay là thích điểm gì ở bạn trai. Nên em cũng muốn tìm hiểu anh trong một thời gian nữa, rồi mình mới tính đến chuyện xa hơn được không ạ? Được. Cô gái rất là hiền. Chưa bao giờ được một bó hoa của một bạn trai. Chưa bao giờ nghe một cái câu nói anh yêu em. Chưa bao giờ có được một nụ hôn trên má cả. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta xem thật đây là một nửa manh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì nha. Không cần hỏi ai cả. Ừ, hỏi bấm ông má kìa. Chúng ta hỏi trái tim của mình rồi, đấy bạn. Bấm rồi, tôi nghe cái cạch là tôi biết bấm. Hỏi rồi. Má kìa. Kìa hỏi má đó. Bởi vì ở đây là... Đứng lên. Chúng ta không cần, không phải là chúng ta phải thông qua má. Bởi vì á, nếu mà chúng ta không thật lòng, không yêu á, quen nhau một sự ép buộc rồi đó cũng không nên. Nắm tay đi. Phải làm theo con tim của mình mách bảo nha. Ừ. Nói với má đi, má ơi, bây giờ con thấy cảm xúc con sao? Má ơi, bây giờ con thấy con cũng hơi vui vui rồi. Hơi vui vui. Hơi vui vui rồi. Má là muốn bấm đó. Má lúc nào cũng bấm từ đầu luôn rồi đó. Bây giờ là nói gì với bác gái đi. Bác đã cho cơ hội để con vào Tiền có thời gian để tìm hiểu. Rồi bây giờ hôn trên má bạn gái cái đi nè. Ừ. Xin phép má đi rồi. Dạ được không ạ? Được đó. Anh Dạ. Có mọc ốc không vậy? Dạ có không? Đó. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chúc hai bạn sẽ sớm chăm sóc mối tình này. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, mình đi bên đây nè.
Đây chúng ta cũng sẽ gặp gỡ một cặp đôi của chương trình, xem họ sẽ chia sẻ câu chuyện như thế nào. Và bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài để đưa người bạn gái vào để chúng ta bắt đầu. Rồi, mình ngồi vào ghế nha. Đây. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Rồi, chào anh. Xin chào em. Dạ. Rồi, bây giờ anh giới thiệu về thông tin cá nhân của mình đi ạ. Tôi là Ngọc Tiến, sinh ra và lớn lên là Nghệ An, nhưng hiện tại bây giờ tôi lập nghiệp ở Tây Ninh. Năm nay 51 tuổi, mua bán nông sản. Cụ thể nông sản là gì anh? Là tiêu điều. À, tiêu điều ở dưới Tây Ninh. Từ Nghệ An mà anh vào lập nghiệp ở trong này là lâu chưa? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Wow, dạ. Rồi còn em thì sao ạ? Dạ, em tên là Lan, em 37 tuổi. 37 em đang tuổi. Sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, Lan đang làm công việc gì Lan? Em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? Em sinh ra ở đây luôn, quê ông bà thì ở Quảng Ngãi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì hả? Em là người sống hơi tình cảm chút, nấu ăn được, cũng có thể hát. Hát đoạn nghe chơi nè. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã hiến dâng cho tình yêu. Vì đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi. Hay quá trời ơi, đang còn cảm xúc dạt dào hả? Rồi, đó là điểm mạnh, thế còn điểm yếu của mình? Có những công việc mà ví dụ như em không tập trung á, là em sẽ dễ bị quên những cái chuyện vặt ở trong nhà. Em cũng hơi thẳng tính, đôi khi là em nói mình nghĩ là mình nói vô tư, nhưng mà thực ra người ta giận mình cũng không biết luôn. Chừng nào người ta nói với ai? Chịu chia sẻ mình mới biết, còn nhiều người ta đâu có chia sẻ, người ta ghim. Ta ghim mí ghim vô, cuối cùng người ta cũng mệt, cuối cùng cái mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Dạ. Đó, thôi mình đã biết đó là khuyết điểm của mình thì mình cũng từ từ mình chỉnh sửa, mình cải thiện. Vậy còn anh nè, khuyết điểm của anh là gì nè? Không có khuyết điểm gì hết. Wow. Vậy anh tuyệt vời. Vậy ưu điểm? Còn không luôn, không luôn. Vậy là người anh là người bình bình. Gió thổi chiều nào anh theo chiều đó. Giờ thôi đụng thì anh mới theo, còn trật đi là anh đâu có. Vậy là anh cũng phải có là lập trường. Lập trường của anh số 1 vững vàng. Anh có gia trưởng không? Không, không gia trưởng. Thường thường anh thấy người miền Trung, người miền ngoài là gia trưởng. Vợ là thương vợ, dịu dàng. Trong dịu dàng đó. Trong dịu dàng. Cuộc sống đồng viên vợ hết mức. Dạ. Yêu gia đình. Dạ. Vậy là cũng ưu điểm nữa. Hay làm việc nha, giặt quần áo. Trời, quá tuyệt vời. Lau nhà. Quá tức là còn nghĩa là không có phân chia. Dạ. Có khi làm nhiều hơn vợ. Tức là mình phải dành làm nhiều hơn. Dạ. Vợ nó nhẹ ra một chút là mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy anh có tật xấu gì không nè? Rượu uống nè. Rượu uống. Cờ bạc không nè. Cờ bạc không luôn. Thuộc là ăn hút nè. Không luôn. Nhưng mà ăn nhiều. Ăn nhiều mà đâu có mập đâu. Ngày ăn 4 lần. 4 lần. Ừ. 11 giờ đêm ăn này. Ôi trời. 6 giờ ăn này. Trưa ăn này, sáng ăn. 11 giờ đêm anh ăn là sao anh ngủ anh? Anh ăn giờ đó rồi, mấy giờ anh ngủ? Anh giờ rồi khoảng tầm 12 giờ ngủ. 12 giờ ngủ, sao sáng dậy ăn tiếp? Ăn cho nó khỏe. Dạ. Rồi, còn em thì sao nè? Tình trường mình như thế nào? Em có ly hôn một lần. Có ly hôn một lần, mình có cháu nào chưa? Dạ chưa, thanh xuân của em có người duy nhất. Thanh xuân có một người là quen mấy năm? Quen em quen 5 năm. Quen 5 năm, rồi cưới với nhau được thêm... 6 năm. Quen 5 năm, rồi cưới với nhau 6 năm. 11 năm, một người đàn ông duy nhất. Lý do sao chia tay? Thiệt quá nhỉ, thiệt. Dạ, thiệt thòi quá, thiệt cả thôi. Tuổi thanh xuân biết có người một không? Anh đó, anh biết em từ hồi em học phổ thông. Và không ai cho tiếp cận ai hết trơn. Nên có người vậy, do quan điểm sống nó hơi khác biệt là anh người Bắc. Khác biệt, quen nhau tới 5 năm, không lẽ không tìm ra cái khác biệt. Còn về lấy nhau thêm 6 năm nữa. Khác biệt thì ngay từ đầu đã phải thấy khác biệt rồi, còn lấy làm chi? Không, nhưng mà do lúc đó mình còn nhỏ chứ cũng không suy nghĩ nhiều. Còn về cái chuyện con cái? Con cái thì nó cũng là một phần. Do em không có hay là do ảnh không có? Mới đầu là do cả hai, sau đó là do em. Em bị tắc vòi trứng. Trước vậy thì sao từ lúc đó đến giờ ly dị giờ là bao nhiêu năm rồi? 8 năm chị. 8 năm nay em có đi điều trị không? Dạ. Lý do? Em không có quen ai chính thức hay là cũng... Ủa? Mình cứ điều trị cho cái cơ thể của mình, con người của mình nó khỏe mạnh. Em có muốn có con không? Có chị. Thì em phải tự điều trị cho bản thân em chứ đâu phải là khi nào mình có người rồi mình mới đi điều trị. Bác em, sĩ... Em nói vậy đúng không anh? Mình có bệnh thì mình cứ đi điều trị cho mình trước. Thật ra là em tính xác định là em ở vậy luôn. Sao mà bi quan vậy?
nhưng mà bây giờ đổi ý. Quyết định nhờ giờ nhưng bây giờ đổi ý. Em đến với chương trình này là bạn em đăng ký. Nhưng mà tại sao em lại có cái suy nghĩ là mình ở vậy luôn, trong khi khi đó em còn rất trẻ? Bây giờ em vẫn còn rất là trẻ, chị 40 mấy tuổi mà chị vẫn luôn khao khát được lập gia đình. Tại sao em lại sợ có... mình không đem tới hạnh phúc trọn vẹn cho người ta? Là vì sao? Là vì cái chuyện em không sanh được. Dạ. Vậy thì tại sao em không, em sợ cái đó thì tại sao em không đi điều trị cái đó? Bây giờ y học rất là hiện đại luôn. Khi nào mà em trị rồi, em làm hết cách mà em vẫn không có được á, thì coi như là thôi. Mà thật sự không có con vẫn hạnh phúc mà em. Em không biết nữa chị. Nói chung là em thấy mình không có duyên trong cái chuyện tình yêu hay sao á. Không, em bi quan quá. Chị nè, 5-7 mối tình gãy đổ mà chị vẫn luôn khao khát tình yêu. Bảy mối tình hả? 5-7 luôn, anh cộng lại là 12 cũng vô nữa không, anh. Không, dạ. Lưng còn ít. Trong khi đó là cô bé này chỉ mới có một mối tình duy nhất thôi. Em bị bi quan quá trong cuộc sống rồi. Bi quan. Hôm nay em biết chị Tường rồi thì chị hy vọng rằng cái năng lượng tích cực của chị sẽ truyền cho em. Mình không có nên bi quan như vậy. Trước tiên người phụ nữ mình sống là vì mình trước cái đã. Chị chưa nói đến chuyện tình yêu. Em phải tự tin vào bản thân mình. Có rất nhiều người đàn ông người ta đến với mình cũng không cần phải sinh con luôn. Hoặc có những người ta cũng đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, người ta cũng không có nhu cầu cần con cái. Mà thậm chí bây giờ người ta có cần nhưng mà người ta yêu thương em không có sinh con được cũng không vấn đề gì hết. Chị thì chị nghĩ rằng nên có gia đình để mà mình có một cái gì niềm vui, có một cái gì đó nó hữu hỷ cho mình sau này, là một cái người bạn đồng hành thôi. Em rất là xinh, rất là đẹp, còn rất trẻ và tương lai còn rất dài. Đừng có nghĩ như vậy, nó u ám lắm. Dạ. Nha. Cảm ơn chị. Nhớ nha. Dạ. Còn anh ạ? Anh hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình thứ nhất hai đứa con. Mối tình thứ nhất hai đứa con là sống được bao nhiêu lâu ạ? 9 năm. 9 năm. Dạ, quen trước đó mấy năm ạ? Quen từ đó 1 năm. Là 10 năm. Hai cháu là bao nhiêu tuổi rồi anh? Hai cháu là bây giờ đứa đầu là 30. Wow. Có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà ở ngoài quê. Dạ. Đứa thứ hai cũng có gia đình rồi. Dạ. Tức là ngoài kia là nhà cửa là anh giao dụng nó hai đứa. Dạ. Ở trong này cuộc sống riêng của anh. Sống trong này thì một mình anh. Dạ. Nhưng mà có nhà. Rồi cuộc sống nói chung bình an. Dạ. Nhưng rồi mà mối tình đó có hai cháu rồi mà lý do tại sao lại gãy đổ vậy anh? Tức là con người ta nó có cái phần, cái duyên. Ví dụ đến cái khúc đó là phải chia tay. Thì đó là ông trời ông sắp, chứ mình chẳng muốn. Em biết đến ngày đến tháng là hết tình nhưng mà chắc chắn phải có lý do. Không yêu. Ai không yêu ạ? Anh. Anh không yêu? Không yêu nhưng mà quan tâm, thương, động viên. Không yêu mà sao mà lại lấy nhau? Thì hồi xưa ở trong xóm, trong làng nhiều khi ba mẹ nói bây giờ tao già rồi con thôi lấy để cho ba mẹ yên lòng. Nhiều lúc có cái sự tức là mình cũng nghĩ cái chưa hiểu. Có nghĩa là do ông bà sắp đặt ngày xưa. Rồi là anh là người chấm dứt hay là cổ là người chấm dứt? Anh. Anh. Vì sau đó anh gặp một cái người khác mà anh yêu? Gặp người sau, tức là thương hại chứ anh không yêu. Nữa? Cũng không yêu? Nhưng mà ở tốt, anh đối xử rất tốt. Chia tay cái vợ anh bao lâu thì anh mới gặp cái người thứ hai ạ? Chia tay được 4 năm. 4 năm. Mà sao gọi là thương hại chị? Rồi mối sao, tại sao thương hại? Cổ hỏi nè. Mối thương hại là bởi vì cô đó là từ ở miền Bắc. Cùng một cái hoàn cảnh rất chi là bi đát, bỏ nhà ra đi. Dạ. Yeah. Cùng có hai đứa con, chồng rượu che, cờ bạc bé bét. Dạ. Yeah. Tức là con người là không quan tâm gì đến vợ, bỏ bê. Dạ. Yeah. Cái người phụ nữ ta chịu hết nỗi. Rồi anh đồng cảm với cái hoàn cảnh của cổ. Thầy cô cũng chịu khó, chịu khăn, đức tính cũng tốt. Mà anh cần đức tính, cái đức tính tốt là anh chịu. Dạ. Yeah. Có được nhà nước công nhận không ạ? Mỗi thứ hai thì quả tình 9 năm là nhà nước công nhận rồi, có ly hôn. 9 năm luôn? Tức là vượt. Ôi, anh cũng chung thủy quá, một mối tình nào cũng 10 năm, 9 năm. Nhưng mà sau đó, để anh kể cho, sau đó tức là về cái lĩnh vực tình cảm là cô không muốn tranh. À. Tự động cổ thay đổi ha anh? Đang yên, đang lành mà cổ tự thay đổi. Tự thay đổi. Chia tay tới nay là bao lâu rồi anh? 7 năm rồi. Mối tình đầu 10 năm, sau đó chia tay được 4 năm. Rồi mối tình thứ hai 9 năm, chia tay bây giờ 7 năm. Nhưng mà anh sống với hai người vợ không hình anh điều gì hết. Vợ con người của anh đối xử rất tốt. Dạ. Cái mối sau là có con không anh? Không. Bây giờ anh có nhu cầu có thêm con nữa không? Em hỏi thật. Có cũng được, không có cũng được. Quan trọng nhất đó là sống với nhau có hạnh phúc. Sự hạnh phúc. Rồi. Cộng với lại là thương yêu nhau hằng giờ, hằng ngày, hằng phút, đó là hạnh phúc rồi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Không hút thuốc chị, không nói tầm bậy tầm bạ, như hay nói tục á.
Rồi không nhậu nhiều. Anh có nhậu nhiều không anh ơi? Không. Anh nói anh không hết, chỉ có ăn 11 giờ đêm thôi. Chỉ có anh là nhiều. Rồi. Và lo gia đình, tức là con người yêu gia đình, yêu vợ. Nhưng mà nãy giờ em nghe toàn là anh không yêu vợ không mà. Yêu vợ. Yêu đâu, anh nói một người thì là anh không yêu một người thì tại anh thương hại. Nhưng mà vẫn yêu, tức là yêu có nghĩa rằng yêu bằng một cái tình cảm đối với nhau hàng ngày, tuy rằng không yêu bằng trái tim. Tại vì anh chưa gặp một cái đối tượng nào mà để anh phải rung động mà thao thức mà đêm về nhớ nhung, là anh chưa có cái cảm xúc đó. Chưa có cảm xúc đó. Nhưng mà anh đã, khi mà anh đồng cảm với một ai đó, anh đồng ý chấp nhận rồi, lấy rồi, thì anh rất yêu thương gia đình của anh, vợ con chăm sóc. Nên anh là một cái người đàn ông của gia đình. Hồi nãy chị có nói với em một cái vế, bây giờ nếu em tìm được một người yêu thương mình càng tốt, đúng không? Nếu không em cũng cần có một cái người, ví dụ vậy nè, đàn ông có thể là chu toàn, bảo bọc, chăm sóc, lo lắng cho mình. Chứ bây giờ cầu toàn khó lắm. Còn anh muốn tìm một người bạn gái ở cái thời điểm này như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Rồi. Em thiếu. Thiếu xíu, vấn đề 1-2 phân không thành vấn đề. Cân nặng từ 60kg trở lên. Em thiếu luôn. Thiếu luôn. Ủa gì, anh muốn từ 60kg trở lên hay trở xuống? Trở lên. Trở lên. Trời ơi, là anh thích người mập mập á hả? Ừ. Ngộ vậy. Bởi vì giờ nói ra thì đừng có cười anh. Ừ. Càng mập thì anh lại có một cái sự, tức là nó rung động với cái ý thích của mình. À, nói chung anh thích style mập mập, tròn trịa. Rồi, tao em nghe đưa cái hình của em cho chị coi. 58kg. Anh thấy đường không? Anh có cần đeo kính không? Sao không thấy? Tao theo như anh đoán cổ là cô nào trong đó. Đó, em bây đoán giờ đoàn một đúng hai sai thôi. Đương nhiên một đúng hai sai rồi. Chứ giờ những lỗi những biệt sao giờ? Cô nào? Hình như cô này này. Đâu? Cô áo dài phải không? Hình như đó. Rồi, giữ đi được không? Lát em gả cho. Đố em đoán anh này cao nhiêu, cân nặng nhiêu, quần áo tóc tai ảnh như thế nào? Chắc khoảng 1m7, nặng chắc khoảng 6-8kg. 76kg. Cao nhiêu? Cao 1m68. 1m68 vậy là cũng gần đúng rồi. Anh có bị hói không anh? Không, anh là trán cao chứ không hói. Trán cao chứ không hói. Cao da đen hay da trắng? Da trắng. Được chưa? Dạ. Mời hai bạn cùng nhìn về cửa trái tim. Trán cao thông minh. Xin chào em. Dạ. Sao em vậy, là hói hay trắng cao? Hói. Trời, em cũng thẳng thắn ghê. Khi đó là em lại hói nhưng anh là trắng cao. Ừ, kệ ảnh với anh có quyền mà. Giống em siêu quốc thuận thôi, có gì đâu. Đẹp, bình thường. Cổ là cô này nè, cô áo bông vàng vàng đúng không? Anh xin tặng em nha. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có chuẩn bị món quà tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Có thể lưu giữ những cái hình ảnh của gia đình, của bản thân. Nói là tôi biết cú album rồi, khỏi khui luôn. Rồi bây giờ Cát Tường sẽ dành cho hai anh chị một ít thời gian. Xin mời hai anh chị nha, thưởng thức món ăn sashimi tổng hợp của nhà hàng Fumu. Nhớ nha anh, vừa tâm sự, vừa nói chuyện, vừa ăn nha. Cho em hỏi hiện tại giờ anh đang sống với ai? Anh sống một mình, tức là không phụ thuộc ai hết. Sau 7 năm anh kết thúc với cái chị thứ hai á, thì anh không có thương hại của chị nào nữa. Không, tức là chưa còn đối tượng. Anh thấy em sao? Em thì em đẹp. Có phải cái gu của anh không? Đẹp nhân hậu, đẹp hiền lành. Mời anh nha. Dạ. Một tháng anh đi xuống với thành phố Hồ Chí Minh này mấy lần? À, khoảng 2 lần. Xuống để giao tiếp công việc hay sao ạ? Đúng rồi. Ví dụ như mà anh quen em ở xa vậy đi thì anh sẽ gặp em như thế nào? Một tháng thì khoảng 2-3 lần gì đó sắp xếp. Xuống gặp em để trò chuyện rồi này nọ thôi. Thì động viên. Dạ. Quan trọng cái động viên. Tại sao gọi là động viên? Động viên tức là có nghĩa rằng là quan tâm. Sao anh không dùng từ là tìm hiểu mà dùng từ là động viên? Thì động viên thì từ cái chỗ anh, động viên thì là tìm hiểu con gì nữa. Động viên thì anh tìm hiểu được cái đức tính này. Dạ. Rồi cái bản năng này, rồi cái ứng xử này. Em dùng với em. Dạ. Cái này là rất tuyệt vời này. Xúc động. Sao lại xúc động anh? Xúc động tức là hôm nay ta được, tức là có nghĩa rằng rất quý. Quý gì anh? Quý tức là ngàn năm có một, hôm nay được thưởng thức. À. Cái này của từ chương trình. Dạ đúng rồi. Xúc động lắm. Dạ. Từ khi sinh ra mà lớn lên hôm nay anh rất xúc động. Được. Xúc động từ trái tim cho anh. Ừ, xúc động. Rung gì món ăn chứ không phải rung gì cô. Đó, này. Xúc động tức là con nghĩa rằng trước tiên là xúc động cái chương trình trước. Dạ. Chương trình tức là rất nhiệt tình. Dạ. Kể cả nhân viên này. Dạ. Kể cả cả tường. Dạ. Kể cả những người quay. Cái gì xúc động hết. Rồi. Mà tình yêu chưa biết có xúc thứ động hay không. Là coi như cái tình yêu thì bây giờ coi như phụ thuộc về trái tim của em.
và trái tim của anh. Dạ. Trái tim nó mở cửa thì ta nhận nút. Thế thí dụ như anh cưới thì anh có muốn em về Tây Ninh với anh không? Hay là... Có chứ, bởi vì anh có nhà riêng mà. Rồi anh độc quyền hai vợ chồng nhưng không có ai xúc phạm. Cái công việc của anh thì em có thể phụ được gì trong đó? Có thể anh tạo điều kiện được ở nhà. Ví dụ nhà là chỉ làm công việc gì? Chứ phụ nữ không có làm việc buồn lắm rồi, mất công rồi. Ví dụ là mở cái sập gạo hay là sập gì đó hay là bán cái gì cho nó quay quá nhỉ? Về việc nhà thì anh nhìn lỗi chứ có thể anh làm nhiều hơn cô nè. Vì anh yêu gia đình, anh yêu cái gì sạch sẽ. Rồi. Xin lỗi, về là lau chùi coi như xin lỗi cái gì sạch sẽ. Rồi. Anh làm nhiều hơn cả vợ. Vậy là anh là người kỹ tính à? Anh sạch sẽ chứ không kỳ tính. Tức là con nghĩa là quần nào vợ anh giặt được, anh không kỳ nè. Hết. Anh thích sạch cho anh làm, hiểu không? Chứ không phải là anh kỹ tính. Anh kỹ mong anh bắt mình làm, mà anh vẫn làm luôn. Đó, nó là như vậy. Mời hai bạn bóc một lá bài. Mời anh. Này, chơi cho vui anh, game show anh. Dù khi nó hên hên, trúng cái gì hay hay, đọc lên cưng. Bạn sẽ làm gì nếu chồng vợ tương lai của mình chẳng may làm ăn thất bại, nợ một số tiền lớn? Rồi, anh đọc thử bên câu anh em nghe cả. Ừ, đây cái cặp tương đồng rõ rõ mắt đọc giùm anh. Thử cầu hôn người đối diện một cách lãng mạn ngọt ngào nhất, dễ ẹt có gì đâu. Rồi, trước tiên mời em gái thực hiện yêu cầu của chương trình trước. Thật ra thì khi mà cái người đầu tiên của em á, lúc mà em mới cưới thì em cũng biết là ảnh khó khăn nhưng mà em không nghĩ là ảnh có nợ. Rồi em đi làm được khoảng vài tháng thì ảnh kêu là anh cần em ở nhà phụ anh buôn bán. Thì em cũng ở nhà và cái ngày đầu tiên mà em ra buôn bán là ảnh cho em nguyên cuốn sổ nợ. Em cũng giúp ảnh trả nợ được. Rồi em cũng xoay sở rồi vực dậy cái cửa hàng hơn. Thành ra đối với em việc mà chồng vợ thất bại thì đã là vợ chồng rồi thì phải chia sẻ nhau. Chị khác em một chút. Nếu mình được người chồng sắp cưới của mình chia sẻ về cái việc nợ nần đó, tùy theo tình cảm của mình có thể cùng anh ấy gánh vác giống như em nói. Nhưng nếu mình bị đặt vào thế đã rồi, chị phải xem lại nha. Tại vì ngày xưa chị cũng đã từng bị vậy rồi. 27-321 ngày là bấm nút lên đường giùm chị một cái, tại chị không thích bị gạt. Em nói vậy anh có thấy đồng ý với cái quan điểm của em không? Đúng, cả tương nợ là đúng. Dạ. Chứ tự nhiên lúc chưa lấy không biết, lấy nhau về lòi ra đóng nợ, tự nhiên mình vô mình phụ mình trả nợ vô duyên. Phải nói trước. Đến anh, làm đi anh. Mời anh qua đây. Qua đây anh. Rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi, anh là từng trường hai mối tình rồi, phải có kinh nghiệm. Hai mối tình nhưng mà mất cỡ. Mất cỡ gì nữa, 51 tuổi rồi. Chưa biết yêu lần nào chị? Chưa biết yêu. Chưa biết yêu, lần này anh ráng yêu coi. Coi như con nghĩa anh thương em, sẽ đưa em coi như vượt núi treo đèo. Đó. Về Tây Ninh, dù có khó khăn cỡ nào, dù có lội sông lội suối cũng coi như cũng bước qua hết rồi, như không quản ngại coi như trông gai mệt nhọc. Sông sâu biển mấy em vượt qua mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời anh về chỗ. Trời ơi chán anh quá. Về chỗ. Hồi nãy giờ là thử nha. Giờ bùm nụt chưa? Bây giờ thiệt nè. Giờ bùm nụt. Mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Tình cảm của anh chị, cảm xúc của anh chị tự quyết định. Tự quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Trước tiên em muốn hỏi anh trước tại sao anh không bấm. Bây giờ anh không biết nói gì hơn. Nhưng mà trước tiên thì anh xin em, tức là có nghĩa em tha lỗi cho anh. Anh đâu có làm gì có lỗi đâu. Không, tức là gọi là một cái câu rất chi là bằng cái... Dạ, dạ. Anh không có chê em điều gì hết. Em là người phụ nữ rất đẹp. Nhưng mà tự nhiên sao trái tim của anh chưa cho phép bấm. Dạ. Đó là anh rồi. Tại anh đến với chương trình là khao khát thử một lần trái tim được rung động, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, em trân trọng cái quyết định của anh. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Thứ nhất là em cũng nghe ảnh chia sẻ, em cũng biết ảnh không mở lòng. Tại vì hai người phụ nữ ở với ảnh người nào cũng gần 10 năm mà ảnh vẫn nói là ảnh không yêu. Thì không thể là một người mà chỉ có gặp 5 phút mà ảnh nói là ảnh có cảm tình được. Thật ra là khi mà làm mai mối cho những cặp đôi đã gãy đổ á, thì thật sự là Tường áp lực rất là nhiều. Đôi lúc nói chuyện vui để cho anh chị vui, để anh chị có thể chia sẻ cho nó thoải mái thôi. Tuy nhiên thưa mọi người ạ, quyền vẫn là ở họ. Bởi vì ở cái tuổi này á, để mà mở lòng ra hoặc để rung động nó rất khó. Rất là khó. Em cũng phải mở lòng mình ra. Mặc dù hôm nay ta ra về là ta không tìm được một cái nửa của mình, nhưng em vẫn phải tự tin. Tương lai phía trước vẫn có rất là nhiều người đàn ông tốt
mà có thể em chưa có cơ hội gặp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Riêng anh thì em cũng chúc anh luôn được nhiều sức khỏe. Rồi em cũng hy vọng một ngày nào đó anh gặp một cái đối tượng mà khi gặp anh phải được cái cảm xúc là yêu, phải yêu thử một lần. Nha, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Và Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình.